Xin chào các bác nhé, em có ít MD nhé. Đấy, ở đây thì MD nó là cả tiếng Nhật, cái dòng đĩa có vỏ và không vỏ các bác nhé. Có vỏ thì là 35.000 một chiếc. Đây, có vỏ nó là như này, tức là nó có một cái đĩa như này và nó thêm một cái vỏ bên ngoài thì là 35.000. Đấy, còn các bác mà lấy cái đĩa mà nó bên ngoài như này thì nó là 30.000. Đấy, đây, đấy, cái đĩa 30.000 là nó sẽ như này, còn 35.000 thì nó sẽ bên trong như này. Đấy, thực ra là bên ngoài bên trong thì nó rất là khó hỏng các bác nhá. Đĩa MD, đĩa CD thì nhanh hỏng bởi vì là các bác động vào các cái đây này, các bác động vào cái ruột bên trong này này, đúng không ạ? Đây. Động vào cái ruột bên trong này thì rất là nhanh hỏng, nó xước xước. Đấy, ví như con này thì nó đã bị hỏng rồi này, con này nó bị hỏng rồi, con này đang bị hỏng này. Đấy, nó vênh lên hỏng rồi này. Cái này là do kiểu nó nhiều quá ấy các bác, nhập nhiều quá nó để chồng với nhau ấy. Đấy thì cái này nó bị mất cái sắt ở nhà đây. Bình thường thì nó sẽ kín như này các bác nhá. Đây, nó sẽ kín như này. Sau khi cho vào máy thì máy nó sẽ gạt cái này ra thì nó sẽ là hở như này. Và mắt nó sẽ soi đọc vào đây. Đấy. Và sau khi là các bác cho đĩa ra thì máy nó sẽ đóng trả lại cho các bác như này. Đấy, tức là cái đầu MD nó sẽ đóng trở lại như này thì nó kín như này. Thì cái đĩa MD lúc nào nó cũng như này thì không bao giờ nó hỏng được bởi vì các bác có bao giờ động được vào trong như này đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà CD thì các bác cầm nó sẽ bị xước đúng không ạ? Nhưng MD thì không bao giờ. Đó, đó là lý do tại sao mà MD các bác dùng tới 2-30 năm nhưng mà CD các bác chỉ dùng được 1 năm thôi, hoặc 2 năm, 3 năm là cùng, nó sẽ xước và mốc. Còn với MD thì dùng 2-30 năm, thậm chí là 40 năm chả hỏng. Bởi vì nó có cái gì đâu mà hỏng, các bác có động lực của ruột vào trong nó đâu mà hỏng. Khi nào máy nó dùng xong nó lại đóng trả lại cửa như này. Đấy, thì hỏng làm sao được, đúng không ạ? Nên tại vì sao mà nhiều bác lại thích thâu từ CD sang MD và thích cóp nhạc từ các thiết bị khác sang MD để lưu trữ là như vậy. Đấy, thì nó có hai kiểu nhá. Đấy, nó có hai kiểu MD thì một loại có vỏ như thế này. Đây là loại có vỏ này. Đấy, nó có thêm cái vỏ như này. Còn một loại nữa thì là nó sẽ không có vỏ. Đấy thì có vỏ thì giá là 35k, đây. Có vỏ nha thì giá 35k. Còn không vỏ thì là 30k. Được chưa? Bác nào lấy như nào thì alo cho em nhé. Đấy. Đây, đây là không vỏ này. Đĩa thì nói toàn là tiếng Nhật hết nhá các bác nhá. Các bác về xóa đi mình thâu lại được. Thì em cũng hướng dẫn các bác cái cách thâu đĩa và xóa đĩa rất là nhiều lần rồi. Đấy thì các bác có thể là cái đĩa đĩa tiếng lẫn cả đĩa tiếng Việt đây này. Thì tất cả nó chỉ là tiếng Nhật thôi các bác nhé, nó là tiếng Nhật thì về các bác xóa đi và thâu lại được chưa? Xóa tiếng Nhật đi và thâu lại rất là dễ luôn, em thật các bác dễ cực kỳ luôn. Các bác vào cái trang Nguyên Vũ Audio ấy thì các bác sẽ thấy rằng bên em có những cái video hướng dẫn rất là nhiều, các bác chỉ cần ghi là hướng dẫn ghi xóa đĩa MD nhá là nó sẽ ra hết và rất là chi tiết luôn, các bác làm theo y chang dễ cực. Các con máy của Onkyo hay là Denon bên em có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết, rất là cụ thể. Đấy thì các bác có thể là vào đó các bác làm theo y chang luôn, dễ lắm. Mình thâu từ CD sang, thâu từ máy tính vào, điện thoại vào, TV vào, USB vào, được chưa? Tất cả các bác chỉ cần có thiết bị đầu thu là mình có thể là phối hợp đưa vào được hết. Đấy mà giá thì cũng rất là rẻ thôi. Đấy, có 35.000 một đĩa có vỏ, 30.000 một đĩa là không vỏ. Ok chưa? Đấy, bác nào chốt thì alo cho em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Một trong hai số gọi cho em số nào cũng được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhé. Vâng, xin chào các bác.